YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Mình sẽ tiếp tục có đi tô màu nha các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình.
Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tôm màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tôm màu nhé các bạn. Tôi mà xong nha.